vào giữa ba cái nhà bè để có thể lọt vào tơn này. Bên trong phù thủy đang trốn, không phù được cái gì cả. Rồi xong tơn này lạc đà vào thì khả năng là kiến vỡ tổ rồi. Tình huống chắc chắn sẽ là kiến vỡ tổ từ game thủ Lưu Hải Tù. Khi với tầm khoảng gần chục con lạc đà nó vào bên trong gờ với thằng này 36 của Pamira, bị mất một con lạc đà thôi. Đề là đà pan bên kia chỉ là cung đờ của cô thôi. Ca vẫn đang dã thủ phỉ vẫy thì đen từ game thủ Lưu Hải Tú kiến vỡ tổ rồi. Tôi này mà thủ được thì đúng là thần kỳ, đúng là thần kỳ dành cho game thủ Lưu Hải Tú thôi. Lạc đà quá nhiều, chưa cần lấy lạc đà công một Lưu Hải Tú hết cung đờ rồi. Tình huống không quá nhiều những nhà BA này cho game thủ Lưu Hải Tú, khoảng tầm 3A từ Lưu Hải Tú thôi. Tôi mà không vào mà phù được có đúng một con lạc đà thôi, không thủ được. Tham này 29. Phía bên kia thì Funetian tham còn bé hơn cơ. Tham còn bé hơn. Sau cái pha lục này phù được một con lạc đà. Đang sắp được một nhà P đều đến từ game thủ Lưu Hải Tú. Nhật Anh thì bây giờ bắt đầu phải ra ruộng khi mà lực của Nhật Anh nó không còn nhiều nữa. Lưu Hải Tú bây giờ đang thiếu vào nông dân thôi. Anh em tranh thủ nhập cốt kìa, đợt cốt mới à. Vừa được admin comment ở trên khung chat. Anh em nhập nhanh tay biết đâu nhận được một tháng trải nghiệm Epic trên Zplay thì sao? Với vô vàn quyền lợi. Lưu Hải Tú đang sở hữu tài khoản Epic của Nhật Anh thì là một trong những người sở hữu Epic đầu tiên trên Zplay. Donna E. Rogan? Rogan? Donna E. Rogan? 26 à? Mày quân cân như này thì... Để xem bài pan Nhật Anh thế nào đã. Hai nông dân tách thì giờ rất sớm. Có đầu gần. Quả đầu 7. Bài có 75 gần nhà. Giúp cho Nhật Anh có cho mình được chiếc ad đầu sớm. Xin chào hơn 800 anh em đang xem nhá. Rất mong anh em đang xem có thể bỏ ra một vài giây để có thể like share ủng hộ cho trận hiếu chung kết này. Và nếu anh em có sao có thể gửi tặng sao ủng hộ cho giải đấu của Zplay nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. ZTV của nó từ ngày mình mới bình luận 4 năm rồi. Giải lần này bắt đầu là có tính năng tặng sao. Hai voi về tặng tặng cho game thủ Nhật Anh bài này. Anh em nào lát anh em có thể em năm lại nhá. Hoặc là anh em có thể chuyển sang kênh YouTube Việt Nam Game TV để có thể theo dõi. 12 giờ có thêm voi ấy này. Em chào vợ anh Tùng Lê Đoàn nhá. Bây giờ anh em vẫn đang nghĩ viễn cảnh Nhật Anh bật à? À để cho Lưu Hải Tú bật à? Để cho Lưu Hải Tú bật thì cũng chắc để một series quân đẹp hơn. Cái trận xem đích Egit Kata này, AC cho Son chẳng hạn, cái dây bậy. Mà sự độc lá của Lưu Hải Tú khả năng là dồn hết vào trận bán kết ngày hôm qua rồi. Bán kết ngày hôm qua Lưu Hải Tú cực kỳ độc lá, đánh bài 5 voi. Bài 5 voi từ kiến thủ Nhật Anh. Chết rồi. Mình đã thấy trận này lành ít dữ nhiều dành cho game thủ Lưu Hải Tú rồi. Thì thấy cái bài mà Pamira 5 voi như thế này, lại kinh 9 rồi. Cái khả năng ép đời của Tunisian thì chắc chắn nó không thể nào có tính đột biến cao như là con Pamira này rồi. Pan với Pơ là hai con mà nó có khả năng ép đời đột biến rất là cao. Hy vọng 9-2 như mình dự đoán có được giải à. Để xem anh em có dự đoán đúng và nhanh nhất hay không. Anh em nào lát có thể chuyển sang xem trên kênh YouTube nhé, Việt Nam Game TV. Anh em search trên YouTube anh em vào YouTube search cái tên Việt Nam Game TV nó ra ở đầu tiên luôn.
Cảm ơn anh Doãn Thủy đã gửi tặng 50 sao nhá. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thank you anh. Parmesan kích 945 thì phải. 945 với bài pan 19 cân này. Khét. Lạnh ít dữ nhiều phải cho ông trẻ tú rồi. Lực sẽ có, và sẽ có thêm một đàn hươu ăn hoang này cho Nhật Anh nữa. Và con giò thì chắc là full option thôi. Công giáp đầy đủ. Chẳng lát nữa xong trận thì chắc là mình cũng sẽ tổng kết cái event dự đoán luôn để xem anh em nào được giải. Nhật Anh cho 3 con nông dân đỏ máu ăn vàng, sau đó bò lại. Rất tinh tế. Nhưng mà Lưu Hải Tú đang có bài phô khung nhà thì phải. Nhưng mà quan trọng là anh không hết chưa đánh cung luôn. Được. Trẻ đánh cung nhưng mà đóng A ở bên trong. Khả năng sẽ ăn một tên K cộng nhịp sống ấy từ Nhật Anh rồi. Nhật Anh là game thủ công K rất là ghê. Và mình để ý đến cái trận Nhật Anh đi công K để hiếm khi Nhật Anh thua lắm. Lưu Hải Tú đang bò dưới dụ nhà của mình khi mà thấy con giò nó đẩy đến rổ. Lực rất khỏe Nhật Anh trận yếu này. 27 con dân đến từ Colombia. Và đánh cung thẳng. Cung thẳng của game thủ Lưu Hải Tú trận yếu này. Nhật Anh sẽ có tình huống K cộng sớm thôi. Sẽ lực gỗ đang hơi bị cá đuối một tí. Bây giờ là A đóng bên trong từ Lưu Hải Tú rồi. Nhưng mà anh lại chưa lên đời. Khi mà vấp phải một cái bài Parmesan kích 9 như thế này. Một nhà bay an vừa mới nhảy đời xong từ game thủ Lưu Hải Tú thôi. Khả năng khi mà K nó cẩu vào thì Lưu Hải Tú chắc là có tơn rò đầu. Khoảng một tơn rò đầu thôi. Nhật Anh sẽ có tầm khoảng 4-5 con lạc đà. Đang cố gắng dồn gỗ để đóng K. À không, không phải là K đâu. Mà đó là hai nhà BA đến từ game thủ Nhật Anh. Thế là một bài chuyển hai nhà BA đánh cung lờ sờ thay vì là một bài cung K. Cũng hợp lý, cũng hợp lý. Mà tên này Lưu Hải Tú thậm chí còn chưa có bánh xe chứ đừng nói là có cung R. Bắt đầu cung R bắn từ Nhật Anh rồi, à, có phù thủy. Mất con lạc đà luôn. Nhật Anh một tình huống giật không kịp. À như vậy là cung thủ phù đến từ game thủ Lưu Hải Tú nhá. Hay. Cung thủ phù thì gọi là anh đỡ được pha đầu này. Đỡ được tơn đầu rồi. Một nhà cứng, bánh xe đã có dành cho game thủ Lưu Hải Tú rồi. Không có ca tên này cũng hơi khó cho Nhật Anh đấy. Bây giờ tìm một hướng khác chăng. Có khung rời bên trong từ Lưu Hải Tú rồi. Phô nó rất là khỏe gỗ. Nên đó lý do vì sao mà game thủ Lưu Hải Tú lại có thể bò nhà được nhiều như thế này. Một tên thủ P mà khiến nó giúp cho game thủ Lưu Hải Tú dễ thở hơn. Ở trong cái thùng công đỏ, Nhật Anh thì có lẽ là cứ nghĩ là game thủ Lưu Hải Tú là một bài đánh mà anh không có thủ P. Cái này có phù bên trong. Tên này khả năng vẫn phải ca cộng thôi. Vẫn phải có một tên ca cộng nhịp sống thì mới được. Tên thì cung R để công vào hơi khó đúng không? Có một nhà K. Vẫn phải là một tên công K để có thể vào được nhà Fulician này. Phô đánh kiểu phù thời điểm đầu thì cái lượng quân của Phô sẽ không phải là ép được quá trâu đâu. Con lạc đà Pan thì anh em cũng biết dùng. Con lạc đà Tuyển khả năng áp sát rất nhanh. Lạc đà vắt rất đều của mình Lưu Hải Tú không quản được bên ngoài. Bài đấu mà anh cũng chỉ đang ở trong nhà thôi, không thể quản bên ngoài được. Tầm này ra cung đờ bên ngoài lạc đà nó chém cho thì cút đầu. Bây giờ tham của Lưu Hải Tú là bao nhiêu rồi và anh đang có được bao nhiêu nhà BA. Tên này ca dã, một tình huống cẩu phím T từ game thủ Nhật Anh vào giữa ba cái nhà BA để có thể lọt vào tên này. Bên trong phù thủy đang trốn. Không phù được cái gì cả, từ sau tên này lạc đà vào thì khả năng là kiến vỡ tổ rồi.
tình huống chắc chắn sẽ là kiến vỡ tổ từ game thủ Lưu Bài Tù. Khi với tầm khoảng gần chục con lạc đà nó vào bên trong cơ, với tham lại 36 của Pamira. Bị mất một con lạc đà thôi. Đề lạc đà Pan bên kia chỉ là cung nở của Pô thôi. Ca vẫn đang dã. Tù phỉ vẫy thì đen từ game thủ Lưu Bài Tù. Kiến vỡ tổ rồi. Tôi này mà thủ được thì đúng là thần kỳ. Đúng là thần kỳ dành cho game thủ Lưu Bài Tù thôi. Lạc đà quá nhiều. Chưa cần lấy lạc đà công 1, Lưu Bài Tú hết cung rờ rồi. Tình huống không quá nhiều những nhà BA này cho nên thử Lưu Bài Tú. Khoảng tầm 3A từ Lưu Bài Tú thôi. Tôi mà không vào mà phù được có đúng một con lạc đà thôi, không thủ được. Tham này 29. Phía bên kia thì Funetian Tham còn bé hơn cơ. Tham còn bé hơn. Sau cái pha lục này phù được một con lạc đà. Đang sắp được một nhà P đều đến từ game thủ Lưu Hải Tú. Nhật Anh thì bây giờ bắt đầu phải ra ruộng khi mà lực của Nhật Anh nó không còn nhiều nữa. Lưu Hải Tú bây giờ đang thi đấu vào nông dân thôi. Anh thi đấu vào nông dân. Nông dân đang cố gắng cái đuổi cung giờ này. Cô ấy đang câu giờ đợi con phù thủy tiếp theo nở ra thì phải. Bây giờ tôm dân chạy bên ngoài Lưu Hải Tú ăn được cái gì không? Không, hình như không có dân chạy ra bên ngoài luôn. Khó, một bài phô kín nhưng gặp một bài pan nó quá khỏe. 1L2A công ca. Lưu Hải Tú không đỡ được pha này và tỷ số là 7-1 dành cho game thủ Nhật Anh. Tên này nếu mà cung R mà cung R hitty thì may ra giật thì con dốc đấy còn thủ được. Cung phô thì rất khó. Cung phô nó lại cung R bình thường thôi, nó không có bất kỳ một cái lợi thế gì cả.